Đó, đây nè. Đông quá, mùa. Ui, nhiều quá mọi người ơi, kìa. Tí tới kia kìa. Wow. Nhiều kinh khủng luôn. Hello, chào mừng mọi người đến với Cá Lương Vlog nha. Ngày mới chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Hôm nay mình đi thu hoạch cá chép ruộng ở mình thả ruộng ấy mọi người. Mình bây giờ thấy rất là nhiều nên là mình quay cho mọi người xem. Đấy, mọi người cùng theo dõi video của mình nhá. Ui cá này mọi người. Ui. Ui mọi người thấy chưa? Wow, đu. Kìa mọi người thấy gì chưa? Đó. Đây là cá chép ruộng nha mọi người nha. Ui đó. Đó mọi người thấy chưa? Cá này là cá chép ruộng không phải là cá chép lai nhá. Wow. Wow mọi người thấy kìa, bên kia kìa, nhiều chưa? Ui. Wow, đã mắt ghê luôn. Đây này mọi người. Ấy, con đấy to đấy. Đó. Wow, nhiều thật luôn đấy. Eo. Ui. Bắt mắt quá mọi người ạ. Đó, mọi người xem kìa, từ rãnh kìa. Cá này là cá chép ruộng nhá. Wow. Thật sự nhìn sướng mắt quá mọi người ơi. Ui đây này. Đó, mình quay gần cho mọi người xem này. Wow. Sự rất là nhiều luôn đấy. Này mình nghĩ là nhiều người biết rồi nhưng mà vẫn còn nhiều người kiểu mình chưa biết cá chép ruộng họ thả và họ thu hoạch ra sao ấy. Đấy, mình cho mọi người xem. Mẹ mình đang ở dưới kia để ôm này. Tại bây giờ trên miền núi mưa nên là cũng sắp tối đấy. Nên là trời mình quay không được nét, không được rõ lắm. Mọi người thông cảm cho mình nhá. Đó, mọi người thấy gì chưa? Đó. Đó, mọi người thấy gì chưa? Rất chi là nhiều luôn nha. Ui, thích quá mọi người. Wow. Kìa, bên kia cũng có kìa. Đó, đây nè. Đông quá, mùa. Ui, nhiều quá mọi người. Kìa, tí tới kia kìa. Wow. Nhiều kinh khủng luôn. Xong một hồi mình thu hoạch cá này mọi người. Đây là chậu cá bé này. Đó, mọi người thấy chưa?
rất là đông dân nhá, rất là đông đảo nhá. Đó, mọi người, mình quay cận cảnh cho mọi người xem nào. Đó, mọi người thấy chưa? Đây là cá bé nhá. Đó, rất là nhiều luôn. Wow. Mùa thu hoạch này quá gọi là quá đạt kết quả mọi người. Đó. Rất chi là nhiều. Kia còn một nồi cơm dụng nữa, rất là nhiều luôn. Này thành quả của hôm nay phải rơi tầm 50 kg mọi người. 50 kg ấy. Wow, rất là nhiều luôn nha. Đây này mọi người. Đây là nồi cá lớn này mọi người. Đó, mọi người thấy nhiều chưa? Đây, mình cho mọi người quay gần cho mọi người xem nha. Đó, rất chi là nhiều. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là nhiều. Tại nhà mình không có cái bình sủi oxy ấy mọi người. Nên là cá nó nổi lên trên mặt nước, nó lấy oxy ấy mọi người. Đó. Đó, mọi người thấy nhiều chưa? Nhìn thế này thôi, bên dưới còn rất là nhiều nha. Đó, mọi người thấy đã mắt chưa? Wow. Nhìn sướng mắt luôn, ghê luôn đó mọi người. Đó. Đây là toàn cá chép ruộng nha. Cá chép ruộng này thật sự là ăn rất là ngon luôn đấy mọi người. Tại lúc nãy mình lấy cá vào rổ vào túi ấy, thì lúc đó đang mưa nên là mình không quay cho mọi người xem được. Đó. Nhìn đã bắt mắt ghê luôn. Wow. Này là nồi, uầy. Này gọi là nồi cá siêu to khổng lồ đấy. Cá này rất chi là nhiều nha. Từ dưới lên bây giờ mình sẽ vớt ra cái chậu bên này nha. Không thì lát nó chết mất. Mọi người cùng theo dõi video của mình nha. Rồi nha mọi người nha. Bây giờ thằng em của mình sẽ vớt vớt cá qua bên chậu này nha. Mới vớt đi em. Đó. Hơi tối nên là mọi người thông cảm cho mình nha. Ui, không sao. Wow. Đó. Cho đây. Wow. Ui. Cá bay nhảy hết rồi. Đó, mọi người thấy chưa? Hơi chiều ánh sáng một tí nha mọi người nha. Đó. Wow. Rồi vớt một rổ nữa em. Một rổ nữa. Wow. Cá này là đặt cá chép nhá. Rồi thế được rồi. Rồi bây giờ nhặt cá vào thôi. Đây này mọi người, cá này. Mình đã chia ra làm hai chậu hai nồi rồi nhá. Đó. Em chuyển bóng qua bên kia này. Ở đây tối quá. Đó, đây này. Toàn là cá to nhá. Đây là cá chép ruộng này. Đó, mọi người xem bên này này. Đây này. Em cho ánh sáng gần gần vào một tí. Đó, mọi người xem này. Đó, mọi người thấy đã chưa? Đó. Wow. Và rồi nha mọi người nha. Clip của mình xin tạm dừng ở đây thôi. Mọi người thấy video hay ấy, thì hãy nhấn like, đăng ký hoặc là chia sẻ, subscribe cho kênh của mình nha. Nhớ like nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip này của mình. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Bye bye.